Chào mừng các em đã quay trở lại với kênh của thầy An. Ở video này chúng ta cùng nhau làm bài tập 3 trang 12. Chia một khối lập phương thành 5 khối tứ diện. Chia một khối lập phương thành 5 khối tứ diện. Thì nhiều bạn mường tượng hình rất là khó ha, nhất là các bạn nữ thì hình dung hình nó hơi yếu hơn các bạn nam. Thì thầy sẽ trình bày một cách rất là dễ, gọi là dễ thấy ha, cho các bạn, những bạn yếu hơn có thể hình dung. Rồi sau đó hiển nhiên là khi mình làm bài tập mình không thể nào mình trình bày như vậy. Sau đó thầy sẽ đúc kết lại và trình bày lại. Thứ nhất là thầy giảng cho các bạn hiểu cái đã. Chia một khối lập phương thành 5 khối tứ diện ha. Giả sử mình có khối lập phương đây ha. Thầy gọi đây là A, B, C, D và A phẩy, B phẩy, C phẩy và D phẩy. Giả sử mình có cái khối lập phương này. Bây giờ mình sẽ lần lượt ha, chia. Có nghĩa là mình sẽ cắt ha, cắt cái cục bánh này ra thành 5 khối tứ diện nha. Bây giờ mình tưởng tượng ha, mình tưởng tượng mình có một con dao thật là bén ha. Thầy sẽ chặt cái khối này ra. Thầy chặt theo cái mặt phẳng là D phẩy AC nha, thầy chặt theo cái mặt phẳng là D phẩy AC. Đó. Mình sẽ chặt theo cái mặt phẳng là D phẩy AC ha. Ta ta, mình sẽ được cái hình như thế này. Đó, ok các bạn. Thầy chặt một nhát D phẩy AC. Đó, thì đây chính là D này các bạn. Đây là A này, đây là C này, đây là D phẩy nè. Được chưa? Hồi nãy là mình chặt theo mặt phẳng D phẩy AC. Mình sẽ được một cái khối tứ diện đầu tiên. Đó là D phẩy DAC. Đây sẽ là D phẩy nè. Đây sẽ là A và đây sẽ là C. Đó, các bạn hình dung ra không? Rồi, tiếp theo. Tiếp theo. Đây chính là C phẩy nè các bạn. C phẩy nè, đây là B phẩy nè. Tiếp theo thầy sẽ chặt theo cái mặt phẳng là C D phẩy B phẩy ha. Đây, tiếp theo mình chặt cái nhát dao thứ hai là theo cái mặt phẳng là C D phẩy B phẩy. Ta ta, mình sẽ được cái hình như thế này ha. Đó. Mình vừa chặt theo cái mặt phẳng này nè các bạn. Mình vừa chặt theo cái mặt phẳng này nè. Là C B phẩy, rồi đây là B phẩy. Để mà mình có thêm một cái tứ diện thứ hai, tứ diện này là C C phẩy B phẩy và D phẩy ha. Còn cái tứ diện này là D phẩy D A và đây là C ha. Đó, mình có một cái tứ diện này, rồi một tứ diện này. Đây chính là A. Rồi, tiếp theo bây giờ thầy sẽ mình có được hai cái khối tứ diện rồi, thầy sẽ chia tiếp. Tiếp tục thầy sẽ chặt cái khối này ha, theo cái mặt phẳng là CA B phẩy ha. Đó. Mình chặt theo mặt phẳng CAB phẩy. Ta-da. Đó. Mình vừa chặt ha. Mình vừa chặt
theo cái mặt phẳng này nè các bạn. Đó, mình vừa chặt theo mặt phẳng đó để mình được thêm một cái khối tứ diện này nữa ha. Rồi. Tiếp theo ha. Tiếp theo chúng ta sẽ chặt theo cái mặt phẳng. Đây là A nè các bạn. D phẩy B phẩy nè. Chúng ta chặt theo cái mặt phẳng là A D phẩy B phẩy ha. Được chưa? Và cuối cùng mình sẽ được là 5 hình ha, 1 2 3. Bây giờ chúng ta chặt đôi cái hình này ra theo cái mặt phẳng là A D phẩy B phẩy. Ta ta và chúng ta chặt ra và chúng ta kéo lên đây ha. Mình chặt ra mình kéo lên đây. Đây chính là A này các bạn. A nè, D phẩy nè. Ha. Và đây chính là B phẩy. Và điểm này chính là điểm C nha. Đó là cuối cùng mình sẽ được 5 khối ha. Các bạn có thể hình dung nè, cái bảng này mình lắp vô đây ha. Bảng này mình lắp vô đây. Đây chính là D phẩy nè các bạn. D phẩy nè. Đây là B phẩy nè. Đây là A nè. Đó, hai cái mặt này là hai nửa. Chúng ta ghép lại ha. Mặt này nó chồng vô. Nè, A D phẩy B phẩy này, A D phẩy B phẩy ghép vô ha. Còn cái này. Cái này thì ở đây nè. Đây là A B phẩy thì đây là A B phẩy. Được chưa? Ghép vô, đây là C ha. Điểm này là điểm C. Và đây là điểm B. Đó, ghép lại ha. A C B phẩy này, A C B phẩy ghép lại. Rồi tiếp tục, cái thằng này ghép lên đây ha. Thằng này ghép lại, mảnh ghép nè. Đây chính là C nè các bạn. Đây chính là B phẩy. Và đây chính là D phẩy. Và đây chính là C phẩy ha. Mảnh ghép này mình vừa cắt ra. Và hình nữa đó là cái này chính là D phẩy nè. C nè. Đây là A. Còn đây là D. Được không? Cái mặt này nè. Chính là cái mặt này. Ghép lại, ghép lại, ghép lại, ghép lại. Ha. Chúng ta sẽ được là cái hình lập phương như lúc đầu nha. Đó thì thầy chia như vậy để các bạn dễ hình dung, dễ hình dung. Còn thực tế là mình không thể nào mình làm rắc rối như vậy được, không cần thiết ha. Đây thực tế làm nè, lúc đầu là mình chặt theo mặt phẳng là D phẩy AC đúng không, là cái bước thứ nhất. Bước thứ hai mình chặt theo mặt phẳng là C D phẩy B phẩy ha. Đây các bạn. C D phẩy B phẩy. Rồi, hồi nãy bước thứ ba là mình chặt theo mặt phẳng là C A B phẩy. Là mình có bốn nhát cắt ha, là mình sẽ được 5 hình. Đó, và bước cuối cùng là mình chặt theo mặt phẳng là A D phẩy B phẩy ha. Đó, nếu mà thầy để vậy các bạn rất là khó nhìn. Rất là khó nhìn. Không. Đó, một số bạn nếu mà trí tưởng tượng tốt thì có thể nhìn được. Đây, vậy bây giờ mình trình bày bài 3 trang 12 như sau ha. Chia một khối lập phương thành 5 khối tứ diện. Ta có khối lập phương. Ta có khối lập phương A, B, C, D. A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy. Ta chia khối lập phương này
thành 5 khối tứ diện. Năm khối tứ diện gì? Một, đó là D, D phẩy, C, A. Được chưa? D, D phẩy, C, A. Khối tứ diện đó đây các bạn ha. D, D phẩy, C, A ha. D, D phẩy, C, A. D, D phẩy, C, A. Khối tứ diện thứ hai là nhát cắt thứ hai, chúng ta cắt theo mặt phẳng là CD phải B phải, chúng ta được khối tứ diện thứ hai là CD phải C phải B phải ha. CD phải C phải B phải, đây các bạn, CD phải C phải B phải, được chưa? Khối tứ diện thứ hai. Rồi tiếp tục khối tứ diện thứ ba, chúng ta cắt theo cái mặt phẳng là CAB phải ha. CAB phải. Chúng ta được khối tứ diện đó là C A B B phải. C A B B phải. Đây. Khối tứ diện thứ ba đây các bạn. C A B B phải ha. C A B B phải. Và nhắc cắt cuối cùng, nó chia thành hai khối tứ diện 4 và 5. Nhắc cắt cuối cùng, chúng ta cắt theo cái mặt phẳng là A, D phải, B phải. Ha. Được chưa? Thì nó sẽ chia ra thành hai khối tứ diện. Đó là C, A, D phải, B phải. Được chưa? C A D phẩy B phẩy. Đây các bạn, C A D phẩy B phẩy. C A D phẩy B phẩy. C A D phẩy B phẩy. Và cuối cùng là A A phẩy D phẩy B phẩy ha. A A phẩy D phẩy B phẩy. A A phẩy D phẩy B phải ha. Đây các bạn, A A phải D phải B phải. Khối tứ diện cuối cùng ha. Đó, mình được 5 khối ha. Các bạn chiêm ngưỡng lại. Còn trình bày thì mình chỉ làm vắn tắt như thế này thôi các bạn. Đó, nếu mà các bạn mà hình dung ra được hình như thế này thì tốt. Ha, tốt quá. Rồi chúng ta xong bài tập 3. Hẹn gặp lại các em ở video sau. Chúc các em học vui.